Khoảng 10 giờ trưa nay ngày 2 tháng 2 năm 2016, tại trước số 836 đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra một vụ tai nạn làm một người chết. Thông tin ban đầu, khi đó nam thanh niên khoảng 19 tuổi chạy xe máy biển số 59N253383 với tốc độ cao trên đường Trường Chinh hướng từ cầu Tham Lương về ngã ba Bà Quẹo. Đến đây thì lao thẳng xe máy vào đuôi xe tải biển số 51C54885 đang dừng sát lề đường để bốc dỡ hàng hóa. Cú đâm cực mạnh khiến nam thanh niên văng ngược về phía sau nằm bất động. Nạn nhân được tài xế chuyển gấp đi cấp cứu nhưng đã chết sau đó. Chiếc xe máy bể nát, xe tải cũng móp méo, hư hỏng phần thùng và đuôi xe. Lực lượng cảnh sát giao thông cùng các đơn vị nghiệp vụ công an quận Tân Phú đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Đến 11 giờ trưa cùng ngày, các phương tiện liên quan được đưa về trụ sở công an phục vụ công tác điều tra.